cái năm ngoái. Thế hôm ấy là ông ngồi cái rất thấp, tôi cắt tóc cho ông. Khi ông bắt đầu ông đứng dậy một cái thì là ông ngã ngồi xuống. Thế đầu tiên thì hỏi ông có đau, ông bảo không đau. Một lúc sau thì ông lại bảo ông bị buốt. Con dâu bảo như thế thì đi bệnh viện. Tôi cứ hay theo dõi một số bác sĩ ở đây cứ hay nói trên vô tuyến ấy. Thế mình cảm thấy yên tâm rồi. Gia đình đã thống nhất bệnh viện ngay. Gặp bác sĩ Tiệp, thì bác sĩ tư vấn rất là nhiệt tình. Lần thứ nhất ông bị gãy xương này thì là có thay khớp titan ấy. Ông mổ thì được 6 ngày ra viện. Nói chung là ông cũng ăn uống tốt rồi, cũng lên được cầu thang được rồi. Đến hôm Chủ nhật vừa rồi đấy, ông đứng với cái ba tong, thế là ông ngã uịch một cái, ông chống tay. Thế là lúc này là ông toát hết cả mồ hôi ra, gọi ơn dài thì vào viện luôn. Khi mà nhận bệnh nhân từ khoa cấp cứu thì chúng tôi cũng rất là lo lắng, bởi vì là thứ nhất là bệnh nhân thiếu máu một chút, ăn uống kém, dinh dưỡng thì cũng kém, có cái bệnh nền là bệnh thận mãn tính. Thứ hai là tuổi của bệnh nhân khá là lớn, ba bệnh nhân đã mổ nhiều lần rồi trong một thời gian khá là ngắn. Kết quả phim bệnh nhân thì có hình ảnh là cái cổ xương đùi bên phải, ở trên nền bệnh nhân đã thay khớp háng bên trái và có gãy di lệch đầu gối xương quai bên phải. Bởi vì bệnh nhân lớn tuổi cho nên là chúng tôi lựa chọn được phương án là điều trị bảo tồn máu một cả bàn tay cho bệnh nhân. Gia đình rất là tin tưởng bác sĩ Tiệp mổ cho lần trước, bác mổ rất đẹp, khâu rất là tốt, thì lần này cũng phải nhờ bác sĩ luôn. Bệnh nhân có cái vấn đề về sức khỏe như vậy cho nên là khi chúng tôi khám đưa ra hội chẩn có thể tiến hành phẫu thuật, chúng tôi cũng phải cân đo đong đếm cái mức độ chịu đựng của bệnh nhân đối với cái mềm sức cũng là cuộc phẫu thuật. Thì ông vào có Chủ nhật thì là thứ hai mổ. Cuộc mổ phẫu thuật khá là ngắn, trong vòng khoảng chưa đến 60 phút. Trong quá trình mổ rất là cẩn thận, kỹ lưỡng từng chút một để không gây được chảy máu cho bệnh nhân, những cái mất máu không đáng có. Sau khi mổ xong thì chúng tôi cũng phải có kế hoạch nối phụ máu, vì vậy chúng tôi đã dự trù máu trước phẫu thuật và bệnh nhân hầu như không có xảy ra tai biến chính gì trong quá trình phẫu thuật. Ông nhà tôi mỗi ngày khá hơn một chút, về dinh dưỡng là họ kiểm tra thiếu những chất gì họ bổ sung thêm. Thế là bác sĩ hỏi có ăn được không, nó chung đáo lắm. Sau khi phẫu thuật xong thì chúng tôi đã dựa vào những kết quả trước mổ, chúng tôi hội chẩn với bác sĩ nội thận tiết niệu, bác sĩ nội tim mạch và bác sĩ về chuyên khoa dinh dưỡng để mà điều trị một cách tổng thể cho bệnh nhân. Chúng tôi đã phối hợp với bác sĩ nội thận tiết niệu để cho sử dụng những loại thuốc phù hợp với chức năng thận hiện tại của bệnh nhân. Bên bác sĩ dinh dưỡng đã cho chỉ định truyền dinh dưỡng, uống một số loại dinh dưỡng nó không ảnh hưởng nhiều đến chức năng thận này. Và những yếu tố vi lượng như sắt hay là canxi giúp cho bệnh nhân hồi phục được sớm hơn. Hiện tại thì sau mổ khoảng gần một tuần, bệnh nhân đã phục hồi khá là tốt so với trước mổ. Nhất là bệnh nhân ăn uống tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn. Tôi làm lại công thức máu thì cái mức độ thiếu máu bệnh nhân hầu như là không đáng kể. Và so với trước mổ là tương đương và đang có xu hướng phục hồi. Cái thứ hai, bệnh nhân đã có khả năng tập phục hồi chức năng những động tác cơ bản. Bệnh nhân đang có cái xu hướng là tiến bộ rất là phù hợp với cái xu hướng chung của cái sau mổ thay khớp háng. Chúng tôi hy vọng là cái quá trình điều trị sắp tới tiếp tục bồi phục dinh dưỡng này, duy trì cái chức năng thận tốt và duy trì các cái bài tập cơ bản thì có thể cũng sẽ phục hồi trong vòng một vài tuần tới. Chiều nay thì bác sĩ cho ra viện, gia đình thì rất là cảm động vì ông cũng khỏe về, thì bác sĩ cũng dặn dò rất là chu đáo, cẩn thận. Hôm nay lỡ đau bác sĩ kiểu nhiều tình lắm. Với những bệnh nhân như thế này thì chúng tôi cảm thấy là kết quả của mình điều trị rất là tốt và cảm thấy là tự tin hơn để điều trị những bệnh nhân lớn tuổi trong cái môi trường bệnh viện nó cái đầy đủ trang thiết bị, đầy đủ những cái nhân lực về các cái chuyên khoa như vậy. Chúng tôi có thể tiến hành những phẫu thuật cao cấp hơn, phức tạp hơn nữa. Vào đây thì không có lo lắng gì cả, tự nhiên mình cảm thấy rất yên tâm, không biết nói cái gì cả, chỉ biết là cảm ơn rất nhiều, gia đình rất là biết ơn các bác sĩ.